Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình là một miếng đất mặt tiền đường huyện 35 luôn nha anh chị ơi. Hướng này mình đi khoảng 5 cây số là mình ra ngay chỗ ngã ba Sòi Hộp nha anh chị, ngay chỗ chợ Sòi Hộp, đường tỉnh 870 nè. Mình quẹo trái mình ra quốc lộ 1A ngay chỗ ngã tư Đồng Tâm, còn mình quẹo phải thì mình đi về hướng Bình Đức ha anh chị. Đi khoảng 5 cây số là mình đến rồi nha. Đây là tuyến đường chính nói liền là thành phố Mỹ Tho và chợ giữa Vĩnh Kim luôn nha anh chị. Thì con đường này người ta gọi là đường huyện 35 nha anh chị. Và hướng ngược lại của mình á là mình đi khoảng 4 cây số là mình ra ngay chỗ chợ giữa Vĩnh Kim luôn nha anh chị. Dạ, đứng đây là mình đi khoảng 400m là mình đến cái cầu Long Hưng đó anh chị. Đứng đây là em zoom to lên là mình thấy cái cầu Long Hưng luôn đó anh chị ơi. Dạ. Vị trí này rất là dễ biết luôn ha. Mình đi 400m mình đến cầu Long Hưng nha. Thì đây là cái miếng đất của mình nè anh chị. Đất của mình á thì cao ráo rồi, đã san lấp mặt bằng rồi nha anh chị. Chiều ngang là 4m rưỡi, chiều dài vô là 30m nha anh chị ơi. Tổng diện tích là 131,2m2. Đất của mình á thì đã nộp hồ sơ để lên thổ cư rồi nha anh chị. Thì hành lang lộ giới của nó là 7m và phía sau nó có một con kênh, cho nên hành lang bảo vệ kênh của nó là 5m nữa nha anh chị. Và mình lên thổ được khoảng 76m2 ha. Sử dụng riêng luôn nha anh chị ơi, sổ hồng riêng luôn, mình có thể công chứng liền luôn nha anh chị, đã nộp hồ sơ lên thổ cư rồi. Và giá bán chủ chào giá anh chị là 1.750.000.000 bớt lọc nhẹ nha anh chị ơi. Thì đây là được mặt tiền huyện lộ nhựa nha anh chị. Mình có thể kinh doanh buôn bán hoặc là mình xây nhà ở cũng rất là ok luôn ha. Đây là một trong ba con đường chính để từ Mỹ Tho mà mình đi Vĩnh Kim nha anh chị. Mình có thể đi quốc lộ 1A nè, huyện lộ 35 nè, với là tỉnh lộ 864 nè. Thì ba con đường này nó song song nhau. Khi cái đường huyện lộ 35 của mình á thì nó nằm giữa hai con đường kia, quốc lộ 1A với lại tỉnh lộ 864 á, thì mình nằm giữa hai con đường đó, song song với những con đường đó và đi về Vĩnh Kim ha. Và đây là tuyến đường tắt ngắn nhất đi về Vĩnh Kim, ngay chợ về Vĩnh Kim nha anh chị. Thì từ đây mình đi khoảng 400m là mình đến cầu Long Hưng nè. Mình đi khoảng 450m là mình đến với là trường trung học cơ sở Long Hưng nè. Còn mình qua cầu Long Hưng thì nó có một cái trường trường mầm non Long Hưng nữa, ngay quỹ ban xã Long Hưng luôn nha anh chị, là bên cầu bên này ha. Dạ, thì giá là 1.750.000 và bớt lọc nhẹ cho mình nha anh chị. Và đó của mình là hướng chánh nam luôn nha anh chị ơi, mặt tiền huyện lộ nhựa này ha. Dạ, chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo. Anh chị nào mà muốn mua cái lô trực tiếp cho em nha anh chị ơi.